bạn đã đến với Audio Lab. Bộ đôi khuếch đại đầu bảng của Nagra, đó chính là HD Pre-Amp và HDA Monoblock, đã liên tục chinh phục được những đôi siêu loa tại các kỳ triển lãm high-end show ở Munich, Đức. Và trong video này, hãy cùng Audio Lab chia sẻ và trải nghiệm những thiết bị đến từ Nagra. Cụ thể thì như tôi đã nói, đó chính là bộ đôi đầu bảng Nagra HD Pre-Amp, và đây chính là Nagra HD Monoblock. Nói về giải sản phẩm của Nagra thì hiện nay chúng ta có những thiết bị nằm trong giải Reference Line, HD Line và Classic Line. Thế nhưng tính tới thời điểm hiện tại, khi mà giải Reference vẫn chưa có những thiết bị khuếch đại, thì HD Line với hai sản phẩm đó chính là HD Pre-Amp và HDA Monoblock vẫn đang là những thiết bị tăng âm đầu bảng của hãng. Nói về HD Line thì đây là một dòng sản phẩm được chế tạo với mục tiêu xóa bỏ giới hạn về khả năng tái tạo âm thanh của những thiết bị audio tốt nhất hiện có trên thị trường. Đặc biệt, hãng đặt tiêu chí quan trọng nhất về hiệu quả tái tạo sân khấu live với trường âm sâu, cùng với đó là một độ tĩnh và độ dynamic cực kỳ cao. Trước tiên thì chúng ta sẽ đến với HDA Monoblock. Thì nhìn về thiết kế bên ngoài, chúng ta có thể thấy đây là một mẫu Monoblock được thiết kế theo dạng đứng với chiều cao lên tới khoảng gần 65cm và chiều sâu của nó sẽ là gần 50cm. Với thiết kế như thế này thì nó sẽ mang lại cho chúng ta một khả năng setup rất dễ dàng ở trong những không gian hẹp, ví dụ như ở khoảng này, so với những mẫu amp khác sử dụng cái thiết kế nằm ngang và khá to về bề ngang. Những cái tầng mạch sẽ được sắp xếp một cách rất là gọn gàng, không bị chồng lên nhau quá nhiều, từ đó thì giảm những hiện tượng về nhiễu crosstalk hay là nhiễu từ trường. Và Nagra cũng cho biết bên trong của mẫu Monoblock này cũng có thiết kế đối lưu để giúp cho cái luồng gió sẽ có thể thoát ra bên ngoài một cách dễ dàng. Và các bạn lưu ý, khi mà chúng ta set up Monoblock này thì không để các vật có thể chắn vào cái lỗ thoát gió ở phía đằng sau, giúp cho Monoblock chúng ta có thể tản nhiệt một cách tốt hơn. Về vật liệu cấu thành lên vỏ của Nagra HDA Monoblock thì nó sẽ được làm từ nhôm, một cái loại nhôm theo chuẩn của hàng không, và nó cũng sẽ được mang lên những cái đường phay xước nhìn cực kỳ đẹp mắt. Khi mà sờ tay lên thì nó vẫn có độ nhẵn, độ mịn và nó rất dày. Như tôi nhìn ở đây á, thì nó sẽ dày khoảng hơn 1cm. Về phần mặt trước của mẫu Monoblock này thì nó sẽ được mang lên một cái đồng hồ rất là kinh điển đến từ Nagra. Nó sẽ có tên là Modulometer. Cái hay của mẫu đồng hồ VU này á, thì nó sẽ hiển thị được chúng ta hai thang giá trị. Một thang bên trên thì sẽ hiển thị về độ nhạy decibel, còn thang bên dưới thì nó sẽ cho chúng ta biết được là hiện tại mẫu amp này đang đánh ở bao nhiêu watt ở trên hai thang, đó là 4 ohm và 2 ohm. Thì khi chúng ta ghép có thể theo dõi một cách rất trực quan. Và cái nền của đồng hồ này nó sẽ là màu cam hơi nhạt một tí. Chúng ta hoàn toàn có thể dim cái đèn này sáng lên hoặc hạ xuống một cách rất dễ dàng. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có thêm một cái đèn LED thông báo. Dù cho là một cái đèn LED nhỏ thôi nhưng nó lại rất quan trọng cho chúng ta biết được những cái lỗi hệ thống như lỗi sò, lỗi clipping quá tải đầu vào, đoạn mạch hay là quá nhiệt. Cụ thể các cái lỗi thông báo thì các bạn có thể xem qua sách hướng dẫn sử dụng của Nagra. Ở bên dưới thì chúng ta sẽ có một cái núm xoay để có thể chuyển qua các chế độ bật tắt hoặc là mute tiếng. Còn khi chúng ta để ở chế độ R thì nó sẽ kích hoạt chế độ điều khiển bằng trigger. Đến với mặt sau của Nagra HD Amp thì nó cũng sẽ có khá nhiều điểm để chia sẻ. Như là phần ngõ vào thì chúng ta sẽ có hai cổng là RCA và XLR. Bên cạnh đó thì sẽ có một công tắc sense, tức là độ nhạy sensitive. Đây là một điểm rất hay cho phép power amp có thể ghép tối ưu với các mẫu preamp, chính xác hơn là giúp cho nó phù hợp với gain. Ở đây thì sẽ có thêm một công tắc nhỏ DC filter, tức là mạch lọc dòng DC từ thiết bị nguồn, để hạn chế việc khuếch đại các tín hiệu dò DC từ thiết bị nguồn gây ù xì nhiễu thì chúng ta có thể gạt lên on. Còn nếu dùng với preamp và thiết bị nguồn âm của Nagra thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm để nó ở vị trí off. Bên cạnh đó thì tôi cũng rất thích kiểu cọc loa của Nagra HD Amp. Nó cho một cái cảm giác bắt những cái cọc càng cua loại lớn và dày rất là dễ dàng. Các cổng còn lại thì bao gồm là cổng cắm remote mở rộng này, cổng USB dành cho nhà sản xuất, cọc nối mass và hộp cầu chì. Chúng ta sẽ đến với phần bên trong của HDA Monoblock. Thì phần nguồn là một phần rất quan trọng đối với tất cả những mẫu power amp. Và đó cũng chính là lý do tại sao mà Nagra đã dành rất nhiều công sức và rất nhiều công nghệ để tập trung cho phần nguồn này. Biến thế nguồn chính của power amp này là một loại biến thế xuyến 1600 VA.
kết hợp với 8 viên tụ lớn tổng 264 mF. Đây là một dòng tụ mà bạn sẽ ít có dịp gặp trong các mẫu power arm vì đơn giản nó rất đắt. Dãy 8 tụ này còn được nối với nhau bằng những thanh đồng cứng để có thể đảm bảo tải một cách ổn định. Để điện thế đầu ra luôn ổn định, Nagra sử dụng kết hợp giữa mạch nắn điện bằng diode đa tầng và mạch lọc pi phức tạp. Dòng điện sau khi trải qua các tầng nắn điện thì sẽ đến với mạch lọc pi. Nagra dùng mạch lọc pi đôi, dòng điện được dẫn qua dãy tụ bù, sau đó tiếp tục lọc bằng cuộn chóp và cuối cùng là đến dàn tụ bù để có thể khử sạch các nhiễu từ nguồn điện tổng. Nếu như hệ thống mạch cấp nguồn của Nagra HDA Monoblock rất là phức tạp thì phần khuếch đại của Nagra HDA Monoblock lại được làm đơn giản, bởi vì theo triết lý của hãng, khuếch đại âm thanh cần khả năng xử lý nhanh, trực tiếp và thuần khiết nhất. Cơ bản thì mạch khuếch đại này gồm tầng lái và tầng output. Tầng lái dùng tụ nối tầng nhưng ở các vị trí khác nhau, hãng sẽ dùng tương tự các loại tụ khác nhau. Tầng khuếch đại output thì vẫn ưu tiên dùng MOSFET. Và đó là về mẫu HDA Monoblock. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mẫu HD Preamp ở đây. Thì đây là một mẫu preamp được giới thiệu vào năm 2018, đã nhận được rất nhiều sự quan tâm bởi vì nó sở hữu những thông số về nhiễu, về độ tuyến tính rất cao trong một khoảng dải tần cực kỳ rộng. Và thông qua rất nhiều những kỳ triển lãm thì nó đã chứng minh được cái khả năng tái tạo âm thanh ở đẳng cấp Ultra High End. Và để có thể tạo được cái sự ấn tượng như vậy thì các kỹ sư của Nagra, cụ thể thì là 10 kỹ sư của Nagra, đã mất một khoảng thời gian rất rất dài để tập trung nghiên cứu và phát triển ở từng giai đoạn về những thành phần liên quan đến bo mạch, về những thành phần liên quan đến cấu tạo của phần vỏ và những cái thành phần liên quan đến nguồn. Với một khoảng thời gian phát triển dài như vậy, các chuyên gia của Nagra đã thực hiện nghiên cứu chuyên sâu đến từng thành phần cụ thể, thì bao gồm lựa chọn đánh giá vật liệu, linh kiện từng thành phần, mạch khuếch đại, bo nguồn, cấu tạo cơ khí và chống rung. Bên cạnh kiểm tra bên test từng thành phần một thì các kỹ sư của hãng còn phải dành rất nhiều thời gian để nghe và trải nghiệm cho từng thay đổi về kỹ thuật, linh kiện cũng như cấu tạo vật liệu để có thể hoàn thiện trong một mẫu preamp có chất lượng hàng đầu thế giới. Về cấu tạo bên ngoài thì chúng ta có thể thấy rằng HD preamp sẽ được chia ra làm hai chassis. Một chassis thì sẽ chứa phần nguồn, chassis còn lại thì sẽ chứa phần điều khiển và phần xử lý. Với hai chassis chúng ta thấy nó cũng sẽ được trang bị phần chân chống rung rất là kỹ lưỡng, và bên dưới phần chân chống rung này, phần đế sẽ được làm dạng ghép sandwich giữa hai lớp vật liệu, từ đó thì cho khả năng chống rung tốt hơn. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có những cái chân ở xung quanh, nó có khả năng xếp chồng lên nhau và sẽ được chống rung bởi những cái viên bi sứ. Thì như ở đây chúng tôi đang setup theo kiểu là đẻ ngang hai bộ phận với nhau để có thể dễ dàng hơn trong việc quay, cũng như giúp cho mọi người có thể thấy rõ hơn về cấu tạo của từng vỏ chassis. Tất nhiên phần vỏ bên ngoài của mẫu preamp này vẫn sẽ được hoàn thiện từ nhôm và vật liệu theo tiêu chuẩn của ngành hàng không, và nó cũng sẽ được mang cái họa tiết phay xước giống tương tự như mẫu monoblock, để khi mà chúng ta setup chung với nhau nó sẽ tạo lên được sự đồng bộ về cái vẻ đẹp ở bên ngoài. Tới với mặt trước của cụm điều khiển đi thì chúng ta vẫn sẽ có đây là một cái đồng hồ modulo meter quen thuộc, giống tương tự như cái đồng hồ mà vừa đây chúng ta đã thấy trên mẫu power arm. Thì cái đồng hồ này nó cũng sẽ cho chúng ta biết được hai chỉ số, đấy là độ nhạy âm thanh và cái vôn đầu ra hiện tại đang là bao nhiêu. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể dim được đèn sáng lên hoặc tối đi thì tùy theo. Đây sẽ là cái khu vực mà tôi thích nhất, đó chính là khu vực điều chỉnh âm lượng cho kênh trái và kênh phải. Thế nhưng khi mà tôi vặn kênh phải thì các bạn sẽ thấy là cái núm của kênh trái sẽ tự động chạy theo. Rất là hay, rất là thú vị và nó mang đậm chất công nghệ. Nó có một cái nét rất là cổ điển, rất là retro. Nhưng khi mà chúng ta sờ vào, chúng ta điều khiển vào thì nó lại cực kỳ công nghệ. Đây chính là cái điểm hay của thiết bị đến từ Nagra. Và nếu như trong trường hợp chúng ta muốn điều khiển từng kênh lẻ thì có thể gạt ở cái nút này lên phía bên trên. Khi đó chúng ta có thể điều chỉnh độc lập giữa kênh trái và kênh phải. Nhưng khi mà chúng ta muốn reset nó về chung một điểm, ví dụ như tôi điều khiển kênh phải lên mức cao hơn, còn kênh trái thì để bình thường này, thì chúng ta sẽ gạt xuống dưới và đẩy xuống mức reset. Thì khi đó hai cái núm này nó sẽ tự động về một vị trí với nhau. Và bây giờ tôi gạt với mức 0 ở kênh phải thì kênh trái sẽ chạy theo. Tương tự thì gạt kênh trái, kênh phải cũng sẽ chạy theo. Công tắc nhỏ ở bên cạnh này thì nó sẽ là mute tiếng. Khi mà chúng ta đẩy lên bên trên thì nó sẽ mute, và khi chúng ta muốn tắt cái mute đi thì sẽ gạt xuống bên dưới là nó sẽ tắt. Đây thì sẽ là tùy chọn đầu ra
nó là XLR hoặc là RCA, tùy theo các bạn sử dụng cổng nào thì sẽ gạt nó xuống cổng đó. Còn đây thì sẽ là công tắc nguồn, kiêm với đó là tùy chọn các cái ngõ vào, chúng ta sẽ có XLR1, XLR2, RCA1, RCA2 và RCA3 bypass. Thì nhìn ở trên đây thôi chúng ta cũng đã có thể biết được là phía đằng sau chúng ta sẽ có những cổng in out như thế nào rồi. Bao gồm là 2 cổng XLR, 3 cổng RCA và ngõ ra output thì sẽ là XLR và RCA, và tất cả các cổng này thì sẽ được đặt hoàn toàn đối xứng với nhau. Phần chassis chính và khối nguồn thì cũng sẽ được kết nối với nhau bằng hai dây dẫn dùng jack Lemo rất chắc chắn. Việc sử dụng hai dây nguồn cho thấy cấu trúc đùa mono rất rõ ràng từ phần nguồn cho tới phần khuếch đại. Với đầu ra output thì chúng ta cũng có thể chọn cắt mask để có thể tránh nhiễu mask vòng lập bằng công tắc ground lift. Mặc định thì các ngõ vào XLR này sẽ được cấu hình thành tín hiệu unbalanced trước khi đưa đến mạch khuếch đại. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể đặt hàng ngõ vào XLR thực thụ với trang bị một cặp biến thế cân bằng đầu vào, và biến thế này thì được chính Nagra phát triển, chế tạo bằng tay với các tiêu chuẩn cực cao tại Thụy Sĩ, và tất nhiên thì nó cũng khá đắt. Phần mạch nguồn của Nagra HD Preamp thì sẽ được trang bị biến thế xuyến cùng với hệ thống siêu tụ. Các tụ này sẽ cho phép cấp nguồn năng lượng sạch tương tự như nguồn pin nhưng vẫn đảm bảo dòng đầu ra cao và tuyến tính. Toàn bộ mạch của Nagra HD Preamp sẽ có cấu trúc đùa mono từ đầu vào cho tới đầu ra, và phần khuếch đại thì sẽ được sử dụng hai bóng ECC88. Cặp bóng ba cực này sẽ làm nhiệm vụ khuếch đại dòng, trong khi mạch khuếch đại điện thế sẽ hoạt động độc lập và dùng mạch thụ động, sử dụng biến thế được chế tạo bởi chính Nagra. Nagra sử dụng tụ nối tầng của chính hãng và một cặp tụ được đặt hàng từ Jupiter nổi tiếng của Mỹ. Tín hiệu đầu ra sau khi được khuếch đại của mẫu Preamp này sẽ không đi qua biến trở hay chết áp nào, mà nó sẽ được kiểm soát bởi một biến thế đặc biệt và được điều khiển bởi vi xử lý. Và công nghệ này thì đã được Nagra đăng ký độc quyền. Kết quả chúng ta sẽ có một mạch volume siêu sạch với cái độ nhiễu siêu thấp ở mọi băng thông, với độ nhạy từ -80 dB tới 0 dB, và mỗi bước volume sẽ tương ứng với 0.5 dB. Có thể nói Nagra HD Preamp là một trong những mẫu preamp đèn có thông số trong mơ, với nhiễu âm nền cực thấp dưới -160 dB và băng thông cực rộng từ 5Hz tới 200kHz, chỉ số trở kháng đầu vào 50kΩ và trở kháng đầu ra thấp dưới 0.2Ω, đồng nghĩa với việc bạn có thể kết hợp với mọi power amp trên thị trường hiện nay. Trên đó là video chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những kỹ thuật đang có trên bộ đôi power amp và preamp đầu bảng của Nagra, đó chính là HD Preamp và HD Amp Monoblock. Còn video của chúng tôi thì xin phép dừng lại tại đây. Các bạn đừng quên hãy bấm vào subscribe để chúng ta sẽ cùng trải nghiệm tiếp theo những thiết bị khác đến từ Nagra, đó chính là dòng Classic Line. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.